Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm review một món được gửi tới, nhưng mà chị không biết món gì đây. Đây, hàng vừa tới. Mình sẽ khui ra xem nó có cái gì trong đây. Cái gì đây, quá ngầu luôn. Người ta thường gọi đây là súng. Súng gì đây? Có mã model là 1322. Các bạn có thấy không? 1322. Nghe đây, 1322. Về cái phần cấu tạo thì cái này bằng sắt, đây là bằng nhựa, cái này dùng để lên đạn, này là nhựa này thấy cũng không được tốt lắm. Đây nó có cái đầu ruồi, đây là chỗ mình sẽ lên đạn. Gà chốt an toàn sẽ không bóp cò được. Mở chốt an toàn lên, bóp cò. Đây là lên đạn. Ê, lên hơi. Vậy là đổi tay một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Rồi, lên năm cái bắn một phát, nghỉ, không chơi nữa. Đuối mẹ nó rồi. Đây, bấm cò thử nha. Ủa sao nó không bắn được gì? Chưa lên đạn nó chỉ bắn. Bắn nha. Wow, to quá. Nói lại cái phần này kìa. Cái này là của hãng Rossmann, của Mỹ sản xuất. Đây có American Classic. Đây là của hãng Rossmann. Market được khắc rất là sâu. Ở này nó sẽ dùng chì nấm 5.5. Cái gây mã 1322 sẽ dùng chì nấm 5.5. Và 1377 là sẽ dùng đạn chì 4.5. Đấy, cho các bạn nhìn sơ. Đấy quậy. Ừ.
thấy rõ chưa? Về cái phần nhựa này mình đánh giá là nó không được tốt lắm. Nó dạng như hơn đồ chơi trẻ con chút xíu. Rồi, làm lại 5 phát nữa coi, 5 cái nữa coi, tập thể dục. Đây là loại súng giúp chúng ta vừa thư giãn vừa tập được thể dục rất là tốt ha. Một này, hai này, ba này, năm. Thở một cái ra rồi bắn tiếp. Đây, chúng ta sẽ lên đạn ở chỗ này ha, và nhét đạn vào đây, đóng chốt lại, khóa lại. Rồi, chuẩn bị nha, chuẩn bị, nghe tiếng nè. Ghê chưa, thật là khủng khiếp. Mình đánh giá sơ, review sơ thì mình sẽ làm tiếp test bắn sao.